Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đây đang là một chiếc Samsung S8 chạy hệ điều hành Android 9. Thì hiện tại cũng ra đến Android 10 rồi. Tuy nhiên thì các bạn có thể nhìn thấy là sau khi mặc định các bạn cài đặt điện thoại lên ấy, nó sẽ có những cái thanh điều hướng như thế này, ba phím bấm cơ bản thông dụng. Đó, tương tự như những cái phím điện thoại đời cũ hơn thì nó sẽ có ba cái phím cứng như thế này. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy được là như vậy. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện clip này để hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể chuyển đổi được những cái thanh điều hướng như thế này trở nên chuyển thành cái thao tác vuốt cho như các bạn sử dụng trên iPhone hay những dòng thiết bị khác ấy, là hiện tại các bạn đa số đều sử dụng thao tác vuốt để chuyển đổi ứng dụng rồi thoát ứng dụng vân vân, và không sử dụng cái thanh điều hướng này nữa. Thì đối với những cái điện thoại sau khi các bạn cài đặt xong, các bạn có thể thực hiện thao tác như sau để có thể vào được cái phần đó là phần chuyển đổi nhá. Đây, từ màn hình chính các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt. Đây, các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt. Đó. Để các bạn tìm nhanh hơn thì các bạn có thể có cái mục tìm kiếm đây này. Các bạn sẽ kích vào mục tìm kiếm và gõ giúp mình cho mình là thanh điều hướng, chữ thanh điều hướng. Đó. Ok, sau khi ngay khi các bạn gõ thanh điều hướng rồi thì các bạn có thể kích vào. Còn không thì các bạn có thể chọn cái đường tắt của nó nhé. Đấy, các bạn có thể chọn đường tắt của nó là vào cài đặt này. Không tìm kiếm nữa này, vào cài đặt này, kéo xuống bên dưới phần màn hình. Đó, kéo xuống cuối cùng nó sẽ có cái mục đây, thanh điều hướng. Các bạn thể nhìn thấy đây sẽ là hai cách để các bạn có thể truy cập vào được cái phần cài đặt này. Kích vào thanh điều hướng thì ngay lập tức các bạn thể nhìn thấy này, thứ nhất phần thanh điều hướng nó sẽ có hai phần đó. Nếu mà các bạn để là bằng các phím như thế này thì nó sẽ có cái mục là chuyển đổi thứ tự phím, đó là phím quay trở lại sang bên trái và phím mở đa nhiệm sang bên phải. Ví dụ bây giờ mình sẽ kích đây, các bạn thể nhìn thấy được hai cái nút này sẽ đổi với nhau, quay trở lại này và phím đa nhiệm này. Đấy, thì nó sẽ đổi vị trí với nhau, chọn vị trí thứ tự nhá, rất là tiện. Thứ hai là đối với bạn nào mà không quen sử dụng những cái phím bấm như thế này, hoặc là các bạn nào muốn làm tăng cái diện tích sử dụng lên, màn hình nó to hơn và thao tác vuốt nó sẽ nhanh hơn hay là hiện đại hơn, thì các bạn sẽ chuyển sang mục là thao tác toàn màn hình. Đây, các bạn chọn sang, tích sang. Đó, ngay sau khi các bạn kích vào cái mục thao tác toàn màn hình rồi, các bạn thể nhìn thấy này, đây nó sẽ có ba cái vạch ở bên dưới màn hình như thế này, vạch ở giữa là thoát ra ngoài. Đấy, vạch bên trái này là nó sẽ là vuốt vào đa nhiệm, các bạn vuốt lên giữ nhá. Vạch bên trái này nó sẽ là back lại. Đấy, vạch bên phải này sẽ là vuốt đa nhiệm, các bạn thể nhìn thấy không? Đấy, các bạn vuốt lên. Tương tự như thế các bạn sẽ có thể chuyển đổi, kích lên trên thì cái vạch bên trái này nó sẽ lại là đa nhiệm. Đó, và vạch bên phải này lại là quay trở lại phía trước back. Đó. Đấy, thì trên đây là một cái thao tác hướng dẫn nhanh của mình về cái cách chuyển đổi giữa thanh điều hướng và thao tác vuốt trên tất cả những cái dòng điện thoại Android chạy hệ điều hành Android cao hơn so với những cái thiết bị mà nó không có phím điều hướng như thế này. Đấy, những cái thiết bị nào mà không có phím điều hướng như thế này, có cái phím điều hướng ẩn trong màn hình thì đều các bạn đều có thể làm thực hiện như thế được. Còn những cái điện thoại nào mà sử dụng cái phím cứng như thế này thì chắc chắn là mình chịu rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm clip của mình. Các bạn có thể vào trong playlist mình để tham khảo thêm các clip tiếp theo nhé. Chào các bạn.